Mình muốn cắt kiểu gì nhỉ? Xe bát à? Cắt 37, 37. Cắt như thế này nhưng ngắn hơn nhiều. Không hẳn là ngắn quá, chỉ gọi là ngắn đến ngang tai. Ừ. Cái phần mái ngắn đi khoảng độ 3 cm đi. Phần này này. Đến ngắn đến đâu ạ? Khoảng độ 3 cm. Là ừ, cứ ướp đi khoảng 3 cm. Phần này. Ừ. Tầm trên tay. Cắt để vuốt thì không phải vuốt hai bên, mình vuốt ra sau sẽ để nó hài lại hai bên ấy. Hai bên này sẽ thường là sẽ hơi phồng phồng lên một tí. Hơi là sấy tóc là lên. Đằng sau thì cắt để nó phù hợp với cả đằng trước là được. Đằng sau cắt ngắn đi. Cắt để cho phù hợp. Tức là vẫn để dài nhưng mà mình không không cắt ngắn quá đúng không? Cắt cho phù hợp là trước được. Cũng là một đoạn dài để cho nó cân đầu trước. Ok. Ngắn bớt đi. Ừ. Cả hai bên này hơi dài quá nó quá. Bây giờ mình cắt hở tai thôi nhá. Hay là để chùm tai như này. Đến chạm trên vành dưới chạm vào vành tai xuống xuống một tí. Ok. Tí. Các kiểu 37 nếu mà cân cận thì có cái nốt ruồi ở trên trán đẩy lên. Ừ. Này, có cái nốt ruồi ở đây. Đây đẩy thẳng phát lên luôn. Ừ. Hay nhỉ, có nút ruồi để làm điểm chuẩn luôn à? Để lấy quen rồi đây, để lấy làm điểm chuẩn thôi sẽ nhỉ. Ừ. Tóc này là bao lâu, mình cắt được bao lâu rồi đây? Được 1 tháng chưa? Cắt 1 tháng rồi nhưng mà cái hồi cắt cũng dài như thế, cũng dài ngang tai như này. Bây giờ nhá, là cái phần tai này có nhìn thấy chùm không? Mình sẽ cắt hở tai ra. Cắt chạm vào trên tai này. Đấy. Đó. Cắt đi khoảng 2 cm đấy. Nó đang chùm tai này. Bây giờ cắt chạm tai luôn. Nhá. Không bị thành cái đầu moi là được. Mình đầu ơi nhá. Đánh dấu tên vào. Ok, tóc ở đây rất là dài. Mình chọn chế độ quay đã. Rồi. Tóc rất là dài, mình sẽ tiến hành là cắt layer cái phần này để cho nó mỏng đi. Cắt layer nha. Cắt làm sao chạm tới vần tai các bạn nhé. Tiếp tục. Phần sau gáy đây. Đan này. Rồi. Tiếp tục phần gáy. Phần gáy cắt carotid đi, gáy bẹp.
đan lược này. Những cái phần này kẹp tay trong nó không được thuận tiện thì mình sẽ đan lược luôn. Tiếp tục đan lược này. Phần chân gáy thì mình sẽ đánh cái chân gáy đi, bởi vì nó mọc gáy đuôi tôm nhé. Đấy, thấy không, cái nó sẽ như thế đấy. Tiếp tục đến phần bên phải, tiếp tục cắt layer nhé. Sau đó sẽ đan này. Ok. Phần trên top. Sẽ chia ngay ở phần nốt ruồi nhé. Nốt ruồi đây. Ngay nốt ruồi. Mái sẽ cắt ngắn đi 2,5 cm. Mình chia ra xong mình cắt nhé các bạn nhé. Các bạn thực hiện được cắt chéo này. Cắt xích xác đi, để cho nó tự nhiên. Cm rưỡi này, nâng mảng tóc lên cao này, cắt này. Phía bên đây cũng nâng dọc lên cắt nha. Đó. Bây giờ sẽ tiến hành tỉa. Tỉa phần ngọn nhé các bạn nhé.
thì ướt luôn bởi vì tóc quá dày. Cắt tóc dài thì các bạn cứ chia khu vực ra các bạn cắt là được. Nó tiện xung quanh này. Ok, bây giờ sẽ sấy khô nhá. Mình sẽ tỉa tiếp nhé. Ok, anh thử đeo kính ra xem. Kính vào xem được chưa? Mái có gắn nữa không?
vuốt ra vuốt làm sao để cho nó tự nhiên ra đúng không? Mà anh như thế là vừa đấy. Máy như này là vừa. Hai bên là chạm tới tai luôn này. Đằng sau cũng gọn đấy, nó tương thích với hai bên. Đó. Mình sờ là mình biết rồi, đằng sau nó cũng gọn đấy. Hầu như là mình không cắt ngắn nhưng mà cắt gọn thôi. Cắt gọi là cắt đồng đều. Mình thấy như này thì khá bắt đầu phù hợp rồi đấy. Khá là vừa, khá là ok. Nếu mà để bám thì để như này. Cắt ngắn nữa thì cái phần gáy này nhỏ này, gáy này không cắt ngắn được nữa. Bởi gáy dài và nhỏ. Đấy. Hai bên thì cái khuôn mặt của mình nó cũng bị hóp thái dương ấy. Để như này là cân đối nhất. Trán cao thì để mái tầm này che đi như này là vừa. Đó. Ừ, ok. Bây giờ mình sẽ sấy khô nhá. Sấy sạch. Mình là có ở gần đây không? Có. À, chắc là đi làm rồi đúng không? Không, đang đi học. Đang đi học không? Mới lớp 12. Mới lớp 12 á? Vâng. À, thế á? Tưởng đi làm rồi. Anh cạo qua xung quanh cho em chứ. Lớp 12 trông già dặn nhỉ. Em để kiểu này chắc lâu rồi đúng không? Được một năm. Hơi dài một tí. Mùa hè hơi nóng một tí nhưng mà nó hợp với khuôn mặt. Những kiểu bám này chúng ta cạo qua cái viền thôi. Cạo qua lông và sau gáy. Okay. Em có gội lại không? Gội lại là không được. Có vứt sáp xiếc gì không? Thường là không. Thì để tự nhiên. Cùng lắm là gội đầu xong em sấy người lên sau. Hoặc là mình sấy, thôi cứ gội xong đi thì anh sấy với cái tonic kia cho. Nó sẽ bồng hơn. Đợi một tí nhé. Kênh Tường Bao Bờ Vlog thì Tường sẽ chia sẻ về cuộc sống của Tường. Và kênh Tường Bao Bờ Training sẽ chia sẻ về lộ trình của khóa học. Đồ nghề NT Giao Lạc thì sẽ chia sẻ về tất cả mọi thứ liên quan đến bảo hành và đồ nghề. Khai sáng tâm hồn thì sẽ chia sẻ về cuộc sống, về trải nghiệm, thân và tâm. Tường Bao Bờ Training TikTok, các bạn nha, sẽ chia sẻ rất nhiều về nghề. Instagram, chia sẻ về những tác phẩm của Tường. NT Giao Lạc là nick Facebook cá nhân, mọi người kết bạn nhé. Còn đây là fanpage chính của Tường, Tường Bao Bờ, mỗi thế thôi. Và cuối cùng là nhóm kín của Tường để chúng ta giao lưu về đồ nghề, về nghề.